Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cắt giảm các điều kiện kinh doanh nếu làm tốt sẽ tạo ra dư địa cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Mỗi tháng, tổ công tác của Thủ tướng sẽ kiểm tra 4 bộ ngành địa phương. Đó là những ý kiến đã được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề cập đến trong buổi kiểm tra các bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh được tổ chức mới đây. Rõ ràng, nhiệm vụ cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đang được Chính phủ quan tâm và chỉ đạo thực hiện rất rốt ráo. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại thực trạng những điều kiện kinh doanh chung chung, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, và các bộ ngành dường như vẫn chưa có lộ trình cụ thể để cắt giảm những điều kiện kinh doanh kiểu này. Nội dung trên sẽ được làm rõ hơn trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Điều kiện kinh doanh kiểu trên trời khi nào mới hết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Điều kiện kinh doanh quá vô lý, điều kiện kinh doanh không cần thiết và đã lạc hậu, điều kiện kinh doanh gây mất thời gian, công sức và cản trở doanh nghiệp. Đó là những đánh giá của rất nhiều doanh nghiệp và chuyên gia dành cho rất nhiều điều kiện kinh doanh đang tồn tại. Mời quý vị đến với phóng sự sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hàng năm, ở nước ta có khoảng 10 bộ luật được thông qua, khoảng 100 nghị định được ban hành và có đến 600 đến 700 thông tư được ra đời. Luật và nghị định thì không thay đổi, nhưng thông tư thì thay đổi liên tục, đem lại rất nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Và với các doanh nghiệp có kinh doanh những ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì có một nỗi lo luôn tồn tại, đó chính là nỗi lo và sợ hãi mang tên giấy phép con. Giấy phép con đã trở thành một rào cản vô hình cho sự phát triển của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Rõ ràng, năm 2017 vừa qua đã có rất nhiều cải cách trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, cũng như triển khai một cách đúng quy chuẩn các điều kiện kinh doanh sẽ chỉ được quy định ở cấp nghị định trở lên. Nhưng chất lượng điều kiện kinh doanh vẫn là điều đáng bàn. Đúng là thực tế, thời gian vừa rồi thì cái chất lượng của điều kiện kinh doanh chưa phù hợp, còn gây khó khăn, còn gây phiền hà trong quá trình thực hiện, còn là không gian rộng cho hoạt động nhũng nhiễu của cán bộ thực thi, cán bộ nhà nước đối với doanh nghiệp, thì điều đấy là thực tế và Chính phủ đã nhận rõ điều này. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái điều kiện kinh doanh này thì cái báo cáo của chúng tôi ở tại thời điểm này là báo cáo, tôi gọi là báo cáo cơ sở. Để từ cái báo cáo cơ sở này hàng quý và hàng hai quý chúng tôi sẽ có những cái báo cáo rà soát chuyên sâu và để đánh giá cái sự thăng tiến lên hay tụt lùi của các bộ ngành. Thì chúng tôi rà soát ban đầu chúng tôi thấy là các quy định của điều kiện kinh doanh tạo ra 5 nguy cơ. Và 5 nguy cơ này là 5 cái mối đe dọa đến cái gọi là tái đề án tái cơ cấu và cải cách kinh tế của chúng ta là gì ạ? Phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự sáng tạo. Thì điều kiện kinh doanh nó có 5 cái nguy cơ, nó tác động trực tiếp đến ba cái thứ chúng ta muốn thúc đẩy. Chất lượng điều kiện kinh doanh trở thành một câu chuyện nóng hơn bao giờ hết khi mà nó gây ra những câu chuyện và những tình huống dở khóc, dở cười. Có thể lấy những ví dụ như sau. Theo công bố của Bộ Công Thương, nhóm ngành kinh doanh thực phẩm sẽ cắt giảm 215 điều kiện kinh doanh trong năm 2017. Một số điều kiện kinh doanh được cắt giảm như cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc có giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Tuy nhiên, trên thực tế, kinh doanh bất cứ ngành nghề nào đều phải đăng ký những giấy tờ trên. Như vậy, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh rơi vào tình trạng có cũng như không. Hoặc có những điều kiện kinh doanh kiểu trên trời như kinh doanh khí ga muốn thành lập tổng đại lý thì phải có một số lượng đại lý nhất định. Nhưng để được cấp phép đại lý thì phải được sự chấp thuận của tổng đại lý. Như vậy, những người mới gia nhập thị trường sẽ không bao giờ xin được giấy phép. Hoặc một công nhân vận chuyển bình ga cũng cần phải có tới 7 chứng chỉ. Họ lấy đâu ra những khả năng và điều kiện như vậy để kiểm tra chất lượng? Bên cạnh đó còn có những điều kiện kinh doanh quá vô lý. Yêu cầu cái năng lực sản xuất tối thiểu và diện tích tối thiểu. Các đọc lên thì rất nhiều khi hình dung cũng khó. Ví dụ như bán thuốc trừ sâu chẳng hạn phải có diện tích tối thiểu là từ 10 mét vuông trở lên. Trước đây là 20 mét vuông tranh cái mãi, ban soạn thảo thôi đến 10 nhé. Tại sao lại phải 10 mét vuông trở lên? Thế thì như vậy kinh doanh quá mặn thì sao? Không được.
anh kinh doanh người ta không có địa điểm thì sao, vân vân. Có những điều kiện kinh doanh chung chung và ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể. Tôi đang cho thống kê cái cụm từ nhưng mà chưa ra cái cụm từ. Thứ nhất là phù hợp, thứ hai là có địa chỉ rõ ràng, ví dụ điện rõ ràng. Thứ ba là có năng, có đủ trang thiết bị vân vân. Tức là có rất nhiều cái cụm từ mà anh chị hình dung ra không hiểu thế nào là đủ và thế nào là rõ ràng, thế nào là cụ thể, thế nào là phù hợp, thế nào là đáp ứng vân vân. Thế như vậy chúng tôi sẽ công bố cái. Như vậy cái này nó tạo ra cực kỳ rủi ro cho doanh nghiệp. Và thậm chí điều kiện kinh doanh còn được gọi là biến tướng. Các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn là bởi vì trên thực tế nó không phải chỉ có chừng ấy điều kiện mà chúng ta đếm ra được, mà nó còn nhiều hơn thế nữa. Qua cái khảo sát của chúng tôi thì có đi khảo sát doanh nghiệp thì có những điều kiện rất là, có thể nói là cũng không ai nghĩ rằng những thứ đó lại là rào cản, nó có những cái rào cản như thế. Đó chỉ là một vài ví dụ nhỏ mà chúng tôi ghi nhận được về sự thật điều kiện kinh doanh đang bắt bí doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp và thậm chí là cơ quan nghiên cứu phát triển chính sách cũng phải bức xúc. Và rõ ràng, nỗi khổ mang tên giấy phép con là có thật. Cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, nếu làm tốt sẽ tạo ra dư địa cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Đó là những ý kiến đã được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề cập đến trong buổi kiểm tra các bộ trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh được tổ chức mới đây. Rõ ràng nhiệm vụ cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đang được Chính phủ quan tâm và chỉ đạo thực hiện rốt ráo hơn bao giờ hết. Và cộng đồng doanh nghiệp thì hết sức quan tâm đến việc liệu đến bao giờ những điều kiện kinh doanh kiểu trên trời như vậy không còn hành doanh nghiệp nữa. Cải cách là tốt, nhưng cải cách phải gắn với thực tế và cần lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp thì việc cải cách mới thực sự đem lại hiệu quả. Cải cách đúng việc, nhằm vào đúng người. Doanh nghiệp phải sống đã, rồi mới có thể nói phát triển. Cho nên trước hết phải làm cho doanh nghiệp sống, và để tạo cho sống, rồi từ đó họ phải phát triển lên. Cái cải thiện điều kiện kinh doanh chúng ta đang có, cái này là một thứ mà nó ngăn cản, nó triệt tiêu, nó không chỉ là tạo ra chi phí, ngăn cản cơ hội kinh doanh mà nó triệt tiêu động lực và triệt tiêu sáng tạo trong kinh doanh. Và chúng ta đang có đà để bỏ đi một nửa số điều kiện kinh doanh hành nghề này thì các bộ nó làm như thế, chúng ta phải thúc đẩy nó. Phải tạo áp lực hành chính trong nội bộ, áp lực từ công luận từ bên ngoài để các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phải làm đúng như cam kết và đúng như là nghị quyết của Chính phủ. Cùng bày tỏ quan ngại về những cải cách chưa tới, chưa đem lại hiệu quả thực chất, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng đã bày tỏ quan điểm của mình. Doanh nghiệp lại rất sốt ruột vì cải cách chưa thực sự tạo ra chuyển biến, tạo đột phá sâu rộng. 2 năm qua, Chính phủ mới tháo gỡ cơ chế thôi, chứ chưa tạo ra thuận lợi hóa. Nói cách khác là chưa làm được gì, tháo gỡ còn khó khăn thì chưa thể nói là thuận lợi được. Hàng loạt các giấy phép con đang nhằm vào doanh nghiệp nội là chính. Các biểu hiện nhũng nhiễu của cơ quan công quyền chủ yếu nhằm vào đối tượng doanh nghiệp nội. Theo báo cáo mới nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017 vừa mới được công bố cuối tuần qua, thì rõ ràng năm 2017 đã có rất nhiều cải tiến rõ nét và tích cực. Cuộc khảo sát được VCCI thực hiện với hơn 12.000 doanh nghiệp trên cả nước và đã có những kết quả cụ thể từ chính các doanh nghiệp. Cụ thể, cải cách hành chính đã có những bước tiến. 67% doanh nghiệp cho biết thời gian thực hiện thủ tục hành chính được rút ngắn hơn so với quy định. Năm 2015, có 26% nội dung làm việc của các đoàn thanh tra bị trùng lặp, nhưng con số này đến năm 2017 chỉ là 13%. Chi phí không chính thức giảm. Tỷ lệ doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức năm 2016 là 66%, nhưng năm 2017 là 59%. Tỷ lệ doanh nghiệp phải chi trả hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí không chính thức của năm 2015 là 11,1%, nhưng đến năm 2017 rút xuống còn 9,8%.
Mặc dù đã có những kết quả khả quan, nhưng dường như với lộ trình của chính phủ năm 2018 cắt giảm 50% thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, nhưng đã gần đến hết quý 1 của năm mà các bộ ngành dường như vẫn còn dậm chân tại chỗ và cũng chưa có một lộ trình rõ ràng. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá đó sẽ là một công cuộc mà không bộ nào có thể đứng ngoài cuộc. Thì sau nghị quyết 35 và nghị quyết số 19 thì chính phủ đã yêu cầu các cái bộ ngành, đặc biệt các bộ nào mà liên quan đến cái việc mà các điều kiện thủ tục đầu tư kinh doanh, đặc biệt là Bộ Công Thương. Năm ngoái 2017 thì Bộ Công Thương đã cam kết là giảm 675 các điều kiện kinh doanh. Thì trong đó các cái ngành mà chúng tôi nghĩ đã có giảm là giảm thực sự ấy. Ví dụ như ngành lúa gạo, vấn đề về yêu cầu, vấn đề về xăng dầu, về ga và khí ga đã giảm. Nhưng mà các doanh nghiệp yêu cầu vẫn phải tiếp tục giảm bằng cái việc là chúng ta giảm ở đây ấy, để tránh cái sự chồng chéo. Có nghĩa một văn bản là yêu cầu không có quá nhiều, ít nhất từ hai bộ trở lên cùng quản lý. Có nghĩa là chúng ta chỉ tập trung vấn đề về một đầu mối thôi. Vấn đề nữa là vấn đề về lợi ích giữa các vụ, các viện, các bộ ngành cần được cắt ngay. Có nghĩa là khi mà chúng tôi cắt giảm thì không ảnh hưởng đến thủ tục hành chính của bộ kia. Bởi vì như thế nó sẽ liên quan đến vấn đề về lợi ích. Thì như thế khi mà liên quan với lợi ích thì các doanh nghiệp bắt buộc phải đi làm hai thủ tục một lúc. Thế do vậy chúng tôi nghĩ là một đầu mối để xử lý một vấn đề. Thì tôi nghĩ nó sẽ cắt giảm được đúng theo yêu cầu của chính phủ. Bên cạnh đó, trong buổi làm việc của tổ công tác của Thủ tướng với 16 bộ ngành được tổ chức mới đây, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đề cập đến việc còn rất nhiều điều kiện kinh doanh chung chung, khó hiểu như phải phù hợp, phải đủ, phải rất tốt, phải có đạo đức tốt, phải có trình độ, vân vân. Điều này đang gây khó khăn cho doanh nghiệp. Hơn một năm vừa rồi thì đã có những thay đổi rất lớn, chẳng hạn như toàn bộ điều kiện kinh doanh trước đây vốn chất lượng chưa cao, quy định ở hàng ngàn thông tư thì hiện nay đã được bãi bỏ và nâng cấp lên thành 50 nghị định về điều kiện kinh doanh. Quá trình soạn thảo các quy định pháp luật từ luật, nghị định của chính phủ vừa rồi thì cái việc rà soát, cái việc đánh giá, cái việc phân tích các điều kiện kinh doanh, tôi đánh giá rằng là cũng được tiến hành một cách rất là cẩn trọng và rất là kỹ lưỡng. Tất nhiên thì không phải bộ ngành nào cũng đi nhanh, nhưng mà chúng ta đã thấy những cái tín hiệu để có thể tin tưởng rằng là đây là một tiến trình mà chắc là không bộ ngành nào có thể đứng ngoài hay không có thể đảo ngược. Và chúng tôi cũng biết rằng là Thủ tướng Chính phủ rất sốt ruột về thực trạng này, và tổ công tác của Chính phủ thì cũng đã có một kế hoạch rất là cụ thể để làm việc với từng bộ ngành, từng lĩnh vực khác nhau. Thì chính sự rốn ráo như vậy có thể là tiền đề để chúng ta tin rằng năm 2018 này sẽ có những chuyển động thực chất và mạnh mẽ việc cải cách điều kiện kinh doanh. Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, tinh thần cắt giảm điều kiện kinh doanh không phải là mở toang cửa, mà vẫn phải đảm bảo an ninh, quốc phòng, sức khỏe của người dân. Nhưng không vì thế mà ràng buộc, trói buộc doanh nghiệp bằng những điều kiện không cần thiết. Và tinh thần này cũng đã được Bộ Công Thương quán triệt. Tất nhiên chúng tôi cũng chưa nói là 675 cái điều kiện đăng ký kinh doanh đã là cái cuối cùng mà chúng tôi vẫn sẽ làm trong cái tiến trình chung đó để giả soát chung. Thì báo cáo với Bộ trưởng cũng kính những ý đồng chí là báo cáo lại với Thủ tướng, đấy là cái quan điểm xuyên suốt của Bộ Công Thương. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm và làm một cách rất là công khai, minh bạch, trong sáng và cũng rất là cầu thị và theo đúng cái nghĩa là đúng với thực tiễn, yêu cầu của thực tiễn, nhưng đồng thời có cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý chứ không phải là làm bậy. Bởi vì chúng ta cũng phải khẳng định một điều, chúng ta không thể chạy theo thành tích để đơn giản là để lấy cái thành tích chính trị để nói là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng mọi giá, mà chúng ta phải cân đối và đảm bảo được những cái yêu cầu của đất nước trong cái quản lý nhà nước, và nhất là trong giai đoạn hội nhập này, hội nhập rất sâu và rộng, chúng ta đều phải đảm bảo được cái hiệu quả đó, chứ không phải là chúng ta buông lỏng cái thị trường trong nước, chúng ta buông lỏng cái chất lượng sản phẩm để rồi chúng ta nói là để tháo gỡ, đấy là để phục vụ cho tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với sự vào cuộc rốt ráo của chính phủ và chính bản thân Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ gương mẫu cắt bỏ giấy phép con, các điều kiện kinh doanh, thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp, tiến tới cắt giảm chi phí chính thức và chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Việc cắt giảm, bãi bỏ phải thực chất, không được cắt giảm cơ học thuần túy, không chỉ sửa câu chữ, không bỏ cái này, mọc cái khác, không sửa kiểu cài cắm câu chữ. Thì hy vọng doanh nghiệp sẽ không còn phải chịu cảnh những điều kiện kinh doanh kiểu trên trời gây khó dễ nữa. Như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Thưa quý vị, tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi xin gửi đến câu hỏi đầu tiên của anh Đặng Quốc Dũng ở Mỹ Đức, Hà Nội.
Xin chào chuyên mục, cho tôi hỏi trường hợp như sau. Nếu chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty của tôi là công ty cổ phần, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, thì trong giao dịch với ngân hàng, cụ thể là ký tên ở ủy nhiệm chi hoặc là séc, thì phần chức vụ của người này sẽ lấy chức danh nào là đúng nhất? Vì tôi thấy có một số trường hợp thì chủ tài khoản khắc tên cùng với chức vụ trong công ty để đóng dấu vào phần đại diện của công ty giao dịch với ngân hàng, thì mong chuyên mục tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Mong được luật sư trả lời ạ. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Chủ tài khoản của doanh nghiệp khi mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện nay thì phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 2 điều 13, công ty có thể có một hoặc hai người đại diện theo pháp luật. Điều lệ của công ty sẽ quy định số lượng cụ thể, chức danh, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ được thể hiện rõ ràng trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh, thành phố, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính phát hành. Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể giữ các chức danh sau đây. Thứ nhất, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty. Thứ hai, chủ tịch hội đồng quản trị. Thứ ba, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty. Như vậy, trong trường hợp này, chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của công ty đều cùng là một người. Vậy, để biết được chức danh nào là chức danh đúng nhất khi bạn tham gia các cái giao dịch đối với cả ngân hàng, thì bạn sẽ cần phải kiểm tra chức danh người đại diện theo pháp luật ghi trên giấy chứng nhận của doanh nghiệp. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.